Việt Nam là nước nhỏ ở Đông Nam Á, nhưng tại sao không có ai dám quậy phá? Đó là bình luận của một netizen Trung Quốc khi xem được video có tiêu đề như sau: Quân đội Việt Nam huấn luyện xe tăng mạnh nhất T-90. Trong video, đó là hình ảnh của một chiếc xe tăng T-90 do những chiến sĩ Việt Nam điều khiển vượt qua hố nước sâu một cách nhanh chóng và điêu luyện. Nói về xe tăng T-90 thì có lẽ mọi người quá hiểu rõ về nó, nên chúng ta cùng đi vào phần quan trọng nhất của video ngày hôm nay, đó là xem netizen Trung Quốc nói gì khi xem được video phía trên nhé. Việt Nam là một nước nhỏ ở Đông Nam Á, nhưng không ai dám quậy phá. Đúng, nguyên nhân chính là Việt Nam mạnh hơn các nước nhỏ khác rất nhiều. Trong số các nước nhỏ ở Đông Nam Á, Singapore có trang bị tốt nhất, ngân sách quốc phòng cao nhất Đông Nam Á. Khuyết điểm là sức mạnh quân sự của nước này là một thiếu sót. Tổng binh lực chỉ có 72.500, tuy nhiên trong chiến tranh hiện đại, quân số không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Công cuộc hiện đại hóa quân đội Việt Nam tiến bộ vượt bậc. Địa hình Việt Nam không phù hợp với một chiếc xe tăng lớn như vậy. Một chiếc xe tăng nhỏ và nhanh là đủ để trang bị và đừng gây rắc rối với Trung Quốc là được. Từ cổ chí kim, nước láng giềng mạnh là điều không tốt. Nga, Ấn Độ và Nhật Bản cũng không phải là những nước yếu. Chỉ có hai kẻ mạnh mới có tranh chấp. Một kẻ mạnh và một kẻ yếu sẽ chung sống hòa bình. Vì vậy, tổ quốc của chúng ta phải mạnh hơn các nước láng giềng, hãy để họ run sợ và sẽ không có chiến tranh. Nền kinh tế Việt Nam gần đây đang phát triển tốt và họ đã mua rất nhiều vũ khí mới. Mặc dù trình độ sản xuất của Việt Nam không tốt bằng Ấn Độ, nhưng bảo trì và độ chế của nó tốt hơn nhiều so với Ấn Độ. Sức mạnh chiến đấu của quân đội Việt Nam không thể xem thường. Xe tăng tấn công mặt đất vẫn là vũ khí mạnh nhất. Môi trường Việt Nam có thể khó để xe tăng hạng nặng phát huy sức mạnh. Chiến tranh ở Việt Nam rất khốc liệt, chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt hại do các cuộc phản công tự vệ của Việt Nam nên phải luôn đề phòng. Quân đội Việt Nam quả thực không đơn giản, luôn ám binh bất động, không phô trương cũng không khoe khoang, những người ngầm ngầm như thế này mới đáng sợ. Xe tăng chiến tranh trong tương lai là một trang bị cần thiết và tiết kiệm chi phí cho bộ binh, loại vũ khí này ngày càng sắc bén hơn. Chỉ có thể nói rằng trong tương lai, binh chủng xe tăng sẽ không còn là vũ khí chiến đấu đơn lẻ, đặc biệt là các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Nó sẽ là các hoạt động tích hợp và phối hợp nhiều loại vũ khí với nhau. Trong quân đội ta, những chiếc xe tăng do Liên Xô sản xuất giống như những chiếc quan tài bằng sắt. Ô tô cũng có thể chạy qua nước, đó là chuyện bình thường, không có gì cao siêu cả. Thành thật mà nói, chiếc T-90 này rất tốt, nó là một xe tăng tốt. Xe tăng T-90 phù hợp với vùng đồng bằng lớn phía Bắc Trung Quốc, không phù hợp với địa hình Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia hùng mạnh ở Đông Nam Á và Trung Quốc nên cảnh giác. Nói về sức mạnh quân sự, Việt Nam vẫn là quốc gia mạnh nhất ở Đông Nam Á. Không có quốc gia nào đánh thắng hầu hết các cường quốc quân sự trên thế giới như Việt Nam. Nhìn ra châu Á, không ai dám trêu chọc Việt Nam, chỉ có Trung Quốc mới dám làm điều đó và cũng chỉ có Việt Nam dám khiêu khích đại lục. Chiếc xe tăng này cũng nên được sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài máy bay không người lái, Trung Quốc cũng cần phải bổ sung nhiều trang thiết bị khác. Đối thủ có cái gì thì chúng ta cũng phải có cái đó. Mục đích để nắm được điểm yếu của các vũ khí đó, chỉ bằng cách hiểu rõ bản thân và kẻ thù, bạn mới có thể giành chiến thắng trong mọi trận chiến. Trong chiến tranh hiện đại như ngày nay, trang bị xe tăng là vô dụng. Vì khi chống tăng ngày càng hiện đại, xe tăng sẽ trở thành mục tiêu sống cho những loại vũ khí này. Những người nói xe tăng vô dụng là những kẻ kém hiểu biết. Xe tăng vẫn là vũ khí thần kỳ, không thể thay thế trong tác chiến trên bộ. Dù kẻ thù nhiều, nhưng nếu không có sự bảo vệ của xe tăng, thương vong của binh lính sẽ rất thảm khốc. Tôi thấy Việt Nam mua vũ khí mới trên thị trường quốc tế không nhiều. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet về vũ khí Việt Nam nhưng không có gì cả. Đa số đều là những trang thiết bị cũ kỹ từ rất lâu. Xe tăng VT4 của chúng ta bán cho Thái Lan hiện đại gấp trăm lần chiếc xe tăng này. Quân đội Thái Lan trong tương lai sẽ bất khả chiến bại ở Đông Nam Á, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. T-90 cần một binh chủng quy mô lớn để phát huy uy lực. Nếu Việt Nam mua 2.000 xe tăng thì quả thực có thể tiêu diệt trung đoàn xe tăng 69, thậm chí 88 của quân đội ta. Ai nói T-90 không phải là đối thủ của xe tăng Trung Quốc thì hơi mù quáng. Dù sao xe tăng của ta cũng chưa có kinh nghiệm chinh chiến, còn xe tăng T-90 đã chứng minh được khả năng tuyệt vời của nó. Việt Nam mua xe tăng T-90, các nước Đông Nam Á khác cũng phải nâng cấp quân đội của mình bằng xe tăng Trung Quốc. Chỉ khi đó, họ mới không sợ sự bành trướng của Việt Nam. Gần Việt Nam nhất là Campuchia và Lào,
chỉ có Campuchia là mua nhiều vũ khí của Trung Quốc và phụ thuộc hết vào chúng ta, nhưng quân đội Campuchia cực kỳ kém, còn Lào là anh em của Việt Nam, cũng mua vũ khí của Nga. Người Việt được mệnh danh là ông tổ độ chế, những loại vũ khí không thể phát huy hiệu quả ở các nước khác, nhưng khi ở trong tay người Việt thì đó là một câu chuyện khác. Có ai nghĩ tên lửa S-75 có thể bắn hạ được B-52, nhưng họ đã làm được. T-90 không phải là đối thủ của VT-4, xe tăng của Trung Quốc có chất lượng hàng đầu thế giới. Xe tăng Trung Quốc, ngoại trừ khuyết điểm tiêu hao quá nhiều nguyên liệu, những thứ khác đều hoàn hảo hơn nhiều so với xe tăng của các nước khác. Vớ vẩn, chất lượng xe tăng Nga tốt hơn nhiều so với xe tăng Trung Quốc. Trong cuộc so tài quân sự Trung-Nga, xe tăng Trung Quốc đã bị xe tăng Nga quét sạch. Kết quả là xe tăng Trung Quốc ngã lăn ra đất. Tôi cũng rất yêu nước, nhưng hãy trung thực. Đừng coi thường Việt Nam, vũ khí lớn nhất của họ là sự đoàn kết. Hoa Kỳ cũng từng bị Việt Nam đánh bại bằng vũ khí thô sơ, chúng ta cũng đã chịu nhiều thiệt hại từ họ. Việt Nam không mua vũ khí thiết bị của chúng ta, Việt Nam chưa bao giờ xem chúng ta là bạn. Nga bán xe tăng tối tân cho Việt Nam, Nga chọc giận Trung Quốc là có ý gì? Trên thực tế, Việt Nam không thích hợp với lối đánh xe tăng, lại có quá nhiều núi, không thuận tiện cho việc triển khai. Việt Nam cần thứ gì đó nhỏ gọn, có thể luồn lách dễ dàng như máy bay không người lái chẳng hạn. Nếu cả thế giới mua vũ khí của Trung Quốc thì thế giới sẽ hòa bình, vì nếu các bộ phận bị hỏng thì họ vẫn phải dựa vào Trung Quốc để thay thế và sửa chữa. Nhiều người thắc mắc tại sao Việt Nam không mua vũ khí Trung Quốc. Theo tôi, không phải họ không muốn mua xe tăng của Trung Quốc, mà là họ không muốn bị Trung Quốc kiểm soát. Việt Nam luôn bắt nạt các quốc gia Đông Nam Á khác là nhờ vào vũ khí của Nga. Nhưng sau này họ không thể làm được điều này vì Trung Quốc sẽ giúp đỡ các nước Đông Nam Á đó bắt nạt lại Việt Nam. Phải công nhận một điều rằng công tác bảo dưỡng vũ khí của quân đội Việt Nam và quân đội Iran thuộc top đầu thế giới. Vị trí địa lý của Việt Nam quyết định đến vận mệnh quốc gia, sẽ không có nước nào muốn gây thù với họ. Thay vào đó, hầu hết các quốc gia đều muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Bây giờ là thời bình, chiến tranh kinh tế và chiến tranh ngoại giao mới là điều đáng để lo sợ. Tôi chưa từng thấy vũ khí nào tốt của Việt Nam. T-90 là bản nâng cấp trên công nghệ khung gầm T-72. Thay đổi thế nào cũng không bỏ được cái tên này. VT-4 của Trung Quốc bán cho Thái Lan sẽ dạy cho người Việt thế nào là vũ khí tiên tiến. Bây giờ chiến đấu chủ yếu dựa vào không quân và hải quân, lục quân chủ yếu thu dọn chiến trường, vũ khí chủ yếu dựa vào tên lửa và pháo tầm xa, như vậy sẽ giảm được thương vong. Đó là bình luận của các anh hùng bàn phím và chuyên gia online Trung Quốc. Ngoài ra còn có rất nhiều bình luận khác nữa. Rất nhiều netizen Trung Quốc chê xe tăng Nga và so sánh với xe tăng Trung Quốc. Họ nói xe tăng Trung Quốc tốt nhất thế giới, trong khi cả thế giới đều biết xe tăng Trung Quốc hiện đại như thế nào. Chạy có một đoạn thôi mà cũng văng được cả bánh xích. Việt Nam chúng ta yêu hòa bình, mua vũ khí để tự vệ, không có mục đích đe dọa hay chạy đua vũ trang như nhiều người Trung Quốc nói. Đó là nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.